Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc đánh răng dùng nước xúc miệng hàng ngày hay khám răng định kỳ 6 tháng một lần, thì việc sử dụng một số loại thực phẩm lành mạnh cũng rất có lợi cho hàm răng của bạn. Một chế độ ăn hợp lý sẽ giúp phòng chống sâu răng. Ngược lại, khi bạn có thói quen ăn uống không lành mạnh, axit trong khoang miệng sẽ bào mòn lớp men răng, làm cho răng nhạy cảm hơn và dễ bị sâu, sau đây là những loại thực phẩm tốt tốt cho sức khỏe răng miệng. Thông tin được đăng tải trên báo Đời Sống và Pháp Lý. Thực phẩm dầu canxi Răng và hàm của chúng ta được cấu tạo chủ yếu từ canxi. Việc canxi trong răng bị thiếu hụt có thể dẫn đến sâu răng và nguy cơ viêm lợi. Thế nên, ăn thường xuyên những thực phẩm dầu canxi là cách tốt nhất để có thể bảo vệ răng miệng hiệu quả. Bạn nên sử dụng những thực phẩm dầu canxi tốt cho răng lợi như rau chân vịt, cải xoăn, súp lơ xanh, sữa, và các chế phẩm từ sữa như phô mai, phô mát, sữa chua. Rau xanh, rau quả luôn là thực phẩm tốt cho sức khỏe mà bạn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Với lượng chất xơ dồi dào, giúp nước bọt được lưu thông và tạo màng khoáng giúp chống sâu răng, rau quả sẽ là thực phẩm tốt cho răng lợi, giúp đem đến nụ cười tự tin. Đặc biệt, rau còn có axit folic giúp điều trị bệnh nếu, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai. Bạn nên ăn các loại rau xanh như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn để góp phần bảo vệ sức khỏe của răng. Dầu dừa với thành phần có khả năng chống lại vi khuẩn hiệu quả. Dầu dừa cũng là một trong những thực phẩm tốt cho răng lợi của bạn. Dầu dừa có thể giúp vi khuẩn phải tránh xa, bảo vệ khoang miệng bạn khỏi những tác nhân gây hại từ vi khuẩn. Do đó, bạn có thể cho thêm một chút dầu dừa vào trong kem đánh răng rồi trải trực tiếp lên răng để tạo môi trường kháng khuẩn cho răng miệng hiệu quả. Thịt Thịt cũng giúp tạo ra môi trường kiềm tính trong khoang miệng và trung hòa lượng axit phytic pH từ một số loại trái cây. Bên cạnh đó, các loại thịt gà, thịt đỏ, cá và hải sản cũng đem lại rất nhiều vitamin B2 và vitamin B12 cho cơ thể, mà nếu cơ thể thiếu hụt các loại vitamin này sẽ rất dễ sinh ra nhiệt miệng. rau cần tây. Rau cần tây là loại rau có nhiều chất xơ và có tinh dầu thơm nên được sử dụng là gia vị trong các món xào. Loại rau này giúp làm sạch răng và đồng tác dụng massage nướu của bạn, tăng sự lưu thông. Rau cần tây còn nhanh chóng loại bỏ vi khuẩn có thể gây sâu răng và đánh bay các mảng bám trên răng. Trà xanh. Các chuyên gia của Đại học Kyushu Nhật Bản nghiên cứu và phân tích tình trạng nướu răng của 940 đàn ông từ 49 đến 59 tuổi kết quả cho thấy với mỗi tách trà xanh hàng ngày cả ba chỉ số có liên quan đến tình trạng bệnh nha chu đều giảm hẳn các nhà khoa học cho rằng khả năng giảm các triệu chứng nha chu có thể là do sự hiện diện của chất chống oxy hóa catechin có nhiều trong trà xanh ngoài ra nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh có thể làm giảm bớt khuẩn cầu chuỗi biến hình gây nên bệnh sâu răng trong khoang miệng đồng thời cũng có thể khử được mùi hôi của răng miệng do vậy sau khi ăn đồ ngọt nên uống trà xanh giúp răng miệng sạch thơm Tuy nhiên, phụ nữ cao thai và một số bệnh nhân mạng tính cần hạn chế dùng. Hành tây Đây là loại củ được chế biến thành nhiều món khác nhau trong bữa ăn hàng ngày như xào, làm nộm với vị hăng và hoạt chất, alium từ hành tây, rất tốt cho răng. Alium không màu sẽ không gây mảng bám trên bề mặt răng của bạn. Ăn hành tây có tác động đến răng của bạn tương tự như bạn vừa đánh răng, làm cho răng của bạn sáng bóng dần lên. Ngoài ra trong hành tây, hỗn hợp lưu hóa là thành phần kháng khuẩn rất mạnh, thí nghiệm cho thấy hành tây có thể giết chết rất nhiều vi khuẩn, trong đó bao gồm khuẩn chuỗi cầu biến hình gây bệnh sâu răng. Vitamin D, vitamin D đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể chuyển hóa và hấp thụ toàn bộ lượng canxi trong cơ thể. Do đó để tăng chuyển hóa và tận dụng tối đa lượng canxi, bạn hãy thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu vitamin D như cá thu, cá hồi cá sardin, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa. Hoặc bạn cũng có thể bổ sung vitamin D đã được bảo chế sẵn dưới dạng nước để dùng. Tuy nhiên, nếu sử dụng vitamin D dạng uống, bạn hãy hỏi thăm ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, những biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm sẽ là chủ đề chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.